Lứa kìa. Chị Kim Anh ơi, chị Kim Anh. Ngày làm quay khoảng 50 cái chân thôi. Mỗi cái chân khoảng 50, 40 nghìn là 250 bao. 3 triệu ngày. Không tính rồi là... À, nhiều người ra mông cái khâu này thì đặt nút rồi sao thế? À, nhiều. Không phải đâu, bây giờ bạn đi đặt tiền một lần, lần sau này chỉ có loại 1, 2, 3, 4 lần sau. Tốt là khóa nó mở. Lăng không để hết à? Tôi lấy để ra hai xô ấy xem có đổi cho đủ không? Ui. Cái này đưa ra cái máy sấy là cái lăng cũng đủ chị nhé. Cái đồ này đồ nó tơi lắm, đồ nó xốp cái này mà cái khoang mà chị nhét máy sấy nó không như máy giặt, chị nhét máy sấy nó vẫn khô thôi nhưng mà nó sẽ không tơi. Lồng nó gấp đôi luôn, nó rộng gấp đôi nhưng mà cái đồ của mình là nếu chị cân đối làm sao nó phù hợp thôi, đừng có nhét nó chặt tay như cái lồng bên giặt chặt tay được, nhưng mà cái sấy này nó cái tay đồ nó không có độ tơi. À, con vừa ấy lại cái đỏ sấy con lồng con này to nhỉ hả? À? Bọn anh đi rồi. Go, xin đi qua đi.